bạn đã có trong tay bản thiết kế kiến trúc ngôi nhà mơ ước, mua được vật liệu xây dựng, thì lúc này bạn cần chọn cho mình một nhà thầu xây dựng uy tín, kinh nghiệm với độ thợ có tay nghề cao, giá cả hợp lý. Những kinh nghiệm thuê thầu xây nhà mà blog Nội thất đẹp sắp chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn tìm được một nhà thầu tốt và có được một ngôi nhà thật ưng ý. 1. Kinh nghiệm thuê thầu xây nhà. Chọn nhà thầu có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao. Nhà thầu tốt là một nhà thầu chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế tại công trường, với đội ngũ chỉ huy công trình giỏi, có tinh thần trách nhiệm, cùng với đội thợ có tay nghề cao. Bên cạnh đó, đơn vị nhận xây nhà cần có thiết bị thi công đầy đủ, trực tiếp thi công, giá cả hợp lý, an toàn lao động. Thi công đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hạn chế các chi phí phát sinh. Thứ hai, kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu xây dựng qua xem xét giá trị pháp lý. Có rất nhiều tiêu chí đánh giá nhà thầu xây dựng, nhưng mà tiêu chí quan trọng bạn phải xem xét tiếp theo chính là pháp lý của công ty. Công ty thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp lý, địa chỉ liên hệ, văn phòng công ty rõ ràng. Nếu bạn làm việc với một công ty mà chịu sự quản lý của nhà nước, thì suốt quá trình thi công và sử dụng công trình, bạn sẽ được bảo hộ về mặt pháp lý. Hãy đề nghị công ty cung cấp cho bạn đầy đủ hồ sơ pháp lý của công ty. Thứ ba, kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu xây dựng qua tiêu chí tiến độ thi công. Chủ nhà cần thỏa thuận với nhà thầu về tiến độ thi công từng hạng mục công việc cụ thể và quy định rõ ràng ở trong hợp đồng. Căn cứ vào bảng tiến độ này thì chủ nhà sẽ kiểm tra, đôn đốc công việc, quyết toán với nhà thầu về các hạng mục công việc thực hiện. Thông thường với dạng nhà phố đơn giản, thi công thuận lợi thì thi công trong 5 tháng. Còn với những công trình đòi hỏi sự cầu kỳ hơn như là biệt thự thì có thể kéo dài 1 năm hoặc là lâu hơn. Thứ tư, chú ý tiêu chí giá cả khi thuê thầu xây dựng nhà. Hiện nay khi thuê thầu xây dựng nhà thường có hai hình thức nhận thầu với hai mức giá khác nhau. Thứ nhất là chủ nhà lo vật liệu, nhà thầu thi công. Đơn vị nhận xây nhà sẽ lo các phần thi công xây dựng nhà, phần thô, hoàn thiện, không bao gồm đóng cọc móc, điện nước, nội thất. Chi phí cho những phần việc này thì tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa chủ nhà và nhà thầu. Hình thức thứ hai là hình thức khoán trắng. Nhà thầu sẽ lo toàn bộ vật liệu xây dựng và thi công. Khi làm hợp đồng thì chủ nhà cần nêu các tiêu chí về vật liệu xây dựng như là mức giá, chủng loại, xuất xứ, nhãn hiệu, chất lượng, mức sử dụng. Hợp đồng mà càng chi tiết thì việc quyết toán và quan hệ giữa chủ nhà và đơn vị nhận xây nhà sẽ càng thuận lợi và dễ dàng hơn. Thứ năm, kinh nghiệm thuê thầu xây dựng nhà là không chọn nhà thầu có giá thấp. Bạn không nên chọn nhà thầu có giá thấp vì họ sẽ không đảm bảo chất lượng, bày vẽ phát sinh để kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, một số đơn vị nhận xây nhà còn bỏ giá thấp để khách hàng thấy lợi và lựa chọn. Tuy nhiên, họ lại chọn vật liệu kém chất lượng để bù vào phần chênh lệch, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Thứ sáu, lựa chọn nhà thầu xây dựng quan tâm đến chính sách bảo hành. Bảo hành công trình là nội dung rất quan trọng trong một hợp đồng mà các bạn cần lưu ý. Một nhà thầu uy tín, tự tin về sản phẩm của mình thông qua chính sách bảo hành. Ngoài ra, khi hết thời hạn bảo hành công trình, nếu một công trình có xảy ra sự cố nhỏ, thì công ty đó có hỗ trợ cho các bạn hay không? Vấn đề này thì các bạn đặc biệt quan tâm khi thuê thầu xây dựng nhà nhé. Thứ bảy, kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà cần chú ý đến yếu tố kỹ thuật, thi công và an toàn lao động. Bạn hãy chọn nhà thầu xây dựng mà luôn tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh an toàn môi trường. Ví dụ, một số nhà thầu do cạnh tranh, họ giảm giá tối đa, đến khi thi công thì họ lại cắt giảm mọi thứ để đảm bảo không bị thua lỗ, cho nên vấn đề an toàn lao động không được đề cao. Thứ 8, kinh nghiệm thuê thầu xây dựng nhà, tránh tình trạng rút cuộc công trình, gian lận vật tư khi thi công. Khi ký kết hợp đồng thuê thầu xây dựng nhà thì khách hàng cần chú ý bản cam kết hợp đồng về vật tư xây dựng và bản vẽ thiết kế. Nếu có kinh phí thì có thể thuê giám sát riêng để tránh tình trạng rút cuộc công trình và thay đổi vật tư khác so với bản cam kết đã ký kết. 9. Tránh tình trạng phát sinh khi xây dựng, khi thuê thầu xây dựng nhà. Khi thuê thầu xây dựng nhà thì bạn cần tìm hiểu kỹ và rõ về phần xây dựng nhà như sau. Trước tiên ký hợp đồng, cần phải yêu cầu nhà thầu cho phác họa bản vẽ và cho ra phối cảnh 3D, ngoại thất, nội thất để khách hàng có thể hình dung ra toàn bộ căn nhà. Việc này sẽ tránh tình trạng phát sinh khi thi công, ví dụ như là đập phá rồi xây thêm. 10. Các lưu ý khác khi thuê thầu xây dựng nhà. Trong hợp đồng với nhà thầu, ngoài các điều khoản cơ bản thì bạn nên lưu ý đề cập thêm những điều khoản sau, bao gồm
quy định an toàn lao động và bảo hiểm, hình thức và thời hạn thanh toán, theo tiến độ hay là theo thời gian và khối lượng công trình, điều khoản về cách tính chi phí phát sinh khi có thay đổi trong quá trình xây nhà. Trên đây là 10 kinh nghiệm thuê thầu xây dựng nhà mà Vân Long Nội Thất Đẹp chia sẻ tới các bạn. Để có được một ngôi nhà hoàn hảo như mình mong đợi thì việc lựa chọn nhà thầu rất là quan trọng. Các bạn cũng cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi gửi gắm ngôi nhà của mình cho nhà thầu đó nhé. Các bạn thấy video của Vân Long Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ Vân Long Nội Thất Đẹp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.